Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong thủy Sa Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy, tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông, thuận lợi. Do được tam hợp cục với tháng nên những gia chủ tuổi Kỷ Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn chảy vào chật két. Để biết được vận trình của tuổi Kỷ Sửu trong tháng 9 âm lịch gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 9 rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng, nên mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, thế nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác và làm theo nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp canh dương kim nên gọi là trình ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ Kỷ Sửu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, người tuổi Kỷ Sửu bước sang tuổi 73. Ở độ tuổi này, có thể an nhàn hưởng lương hưu nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang hăng say làm việc. May mắn là trong tháng, gia chủ không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con giáp này. Trong tháng vận quý nhân vượng, nhiều vậy mà các hạng mục, dự án hợp tác đều tiến triển trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên nên tránh các việc dính dáng với pháp luật, tranh chấp kiện tụng, kẻo sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Canh Tuất, tài vận của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 khá hanh thông, bản mệnh tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu, cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản. Nếu thấy hứng thú có thể tham gia, rất dễ thu lợi nhuận khả quan. Ngoài ra, các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy vậy, gia chủ cũng cần chú ý vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm cho dịp cuối năm.
Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe khá tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ, nhưng gặp đúng thầy đúng thuốc, được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Với một số người, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Các gia chủ tuổi Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái quá vượng đôi khi có thể gây phản tác dụng, nhất là với những người đang có gia đình. Bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành ảnh hưởng xấu với gia đình và những người thân yêu. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 9 năm 2022, tức ngày 27 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 9, tức ngày 9 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 9, tức ngày 21 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9, tức ngày 2 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9, tức ngày 14 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sức mạnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Kỷ Sửu trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.